Thưa tiến sĩ, tại sao chúng ta lại ở trong rừng ạ? Ngài dẫn chúng ta đi đâu thế? Hôm nay là thí nghiệm gì à? Cuối cùng chúng ta đã đến rồi nè, hai cậu lại đi. Thí nghiệm hôm nay không khó mà cũng không có dễ đâu. Qua đây đi rồi tôi sẽ trình bày cho. Ồ, có cả một khu quản thuốc trong rừng luôn à. Mà thưa ngài tiến sĩ, trong đó là thứ gì thế? Đó là SCP-2384 đấy. Và đó là cái thứ mà hai cậu sẽ làm thí nghiệm trong ngày hôm nay. Thế ạ, nó là SCP sao? Nhưng mà tôi thấy nó y chang một con vịt bình thường thôi mà. Đâu thấy khác gì việc gì đâu. Thế thì các cậu lầm rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà khi lại gần thì... Được rồi, các cậu ở đây đi xem đi. Để xem nào, mấy giờ rồi ta? À, khoảng trưa rồi. Đến giờ cho nó ăn rồi. Các cậu lên tí nhé, tôi cho nó ăn. Rồi, ăn nè vịt nè, ăn nè. Ăn đi, bữa ăn của mày đó. Kìa, thưa ngài tiến sĩ, nó có hình dạng một con vịt, ăn như một con vịt và nó phát ra các âm thanh tiếng kêu của nó quạt quạt như một con vịt luôn. Tôi chẳng thấy cái sự khác biệt gì của nó là SCP sao? Tôi không tin đâu. Các cậu không tin á? À thôi được rồi, bây giờ thế này đi. Các cậu á, mà nhấc được cái con vịt này ra khỏi mặt đất thì tôi sẽ thả tự do các cậu đấy. Được rồi, các cậu hãy làm đi. Hả? Ngài nói chuyện nó sao cơ? Ngài sẽ thả tôi nếu như là tôi nhấc được con vịt này lên á? Trời ơi, dễ ẹt. Việc này cứ để tôi khỏe lắm đấy. Để rồi vịt, ta nâng mày lên đây. Kỳ vậy ta. Từ từ, chắc tôi đang đói ấy mà. Ôi trời ơi, nặng thế, tôi không nâng lên được. Để tôi thử nào. Nào, vịt. Tôi chịu thua ngài tiến sĩ ơi, con vịt này nó nặng quá. Nó đúng hơn á là nó không xê dịch một chút nào cả, nó cứ đứng yên như tượng vậy. Ha ha, không phải là vì nó nặng đâu, bởi vì dưới chân của nó còn dài lắm. Nó có thể kết nối với chân xuống dưới lòng đất là khoảng 9 cây số đấy và tạo ra một hệ thống đường hầm các thứ nữa. Hả? Nói vậy là bộ phận cơ thể của nó còn kết nối với lòng đất nữa á? Ôi, vậy là chúng tôi sẽ phải đi xuống à ư? Đúng đấy, tôi sẽ cung cấp cho mỗi người một cái camera gắn lên đầu. Sau đó, mọi người hãy đi xuống cái đường hầm này nè. Đây là cái lối đi mà chúng tôi đã xây dựng sẵn. Được rồi, anh đi trước đi, anh D1. Và đây là vật dụng cần thiết của cậu, một cái camera và một cái đèn pin. Được rồi, cậu cầm máy lên và tiến hành đi xuống đi. Tôi sẽ ở trên đây và quan sát nhé. Rồi, chúc cậu may mắn. Vâng ạ. À, được rồi, mở cái đường hầm ra. Ồ, có cầu thang đi xuống nè. Tôi đi xuống đây. Sao xuống không được đây? À, được rồi. Không biết cậu ta đến đâu rồi nhỉ? Được rồi, alo alo, tôi là tiến sĩ Michael đây, anh có nghe rõ không? Anh đã đến đâu rồi? Thưa tiến sĩ, tình hình là tôi đã xuống lên tới cùng rồi ạ. Và tôi thấy một cái chỗ gì giống như một cái hang động và bao quanh nó có cái màu rất kỳ lạ. Được rồi, bây giờ thì cậu hãy bước vào trong đi. Vâng ạ. Thưa ngài tiến sĩ, khi tôi vào đây là tôi thấy ở dưới sàn nó có những cái thứ gì nó rất là kỳ lạ Ồ, vậy à, cậu có thể đưa cái máy quay quay kỹ hơn được không? ạ. Vâng ạ. Đây, ngài xem đi. À, tôi biết rồi, đó là bộ phận của con vịt này đó. Hả? Bộ phận trong cơ thể nó ư? Ôi, ghê quá à. Ôi, càng đi sâu hơn thì cái hang động này càng tối. Thưa ngài tiến sĩ, căn phòng này lạ lắm ạ. Ngài thử xem đi, bao quát nó bởi những cái gì đó, hình như là lông của con vịt thì phải. Hàng gì tôi cảm thấy ở đây rất là êm ái ạ. Vậy à, cậu còn không thấy gì nữa không? Thật ra thì cái hang động này nó hôi quá ạ, thối lắm. Trời ơi, hình chắc là mùi của con vịt đấy. Thưa tiến sĩ, ngài xem đi, hết đường đi rồi ạ. Để tôi xem nào. À, đằng kia kìa, chỗ kia có vẻ là lỏng đấy, cậu thử bước qua xem. Chỗ kia. Có con đường mới nè. Hay thật đấy. Wow, chỗ này thật là kỳ quặc quá đi. Này Nhi mới gấp đi, anh đã nhìn thấy gì? À, thưa ngài tiến sĩ, theo tôi thấy thì cái bức tường này và cái tầng nhà nó phình ra ạ. À, nó phình trông ngộ lắm. Ồ, nếu là bức tường nó phình ra thì chắc chắn chứ bên trong đó nó có chứa cái thứ gì đó. Bây giờ cậu hãy thử mở cái thứ phình ra kia đi. Hả? Tôi phải mở ra? Vâng ạ. À, tôi sẽ mở ra ngay. Ghê quá à, tôi không biết là có gì bên trong đây nữa. Mở đây.
Cái gì thế này? Ui, ui, những sinh vật cơ ghê quá. Tổng quá đi. Hôi quá, trong đó thối quá à. Trời ơi, thối quá đi. Này này anh Yumi cút đi, anh có quay lặng sạn như thế chứ. Hãy đặt mấy cái quay quay vào cái vị trí đó đi. Tôi cần phải xem xét kỹ hơn. Tôi xin lỗi ngài tiến sĩ, tôi không thể làm được, cái mùi nó ghê quá đi. À, thôi đi rồi, nếu cậu không muốn thì thôi. Bây giờ cậu đi tiếp đi. Vâng, cảm ơn ngài tiến sĩ à. Hả? Anh này thưa ngài tiến sĩ, ngài nhìn này. Ôi, bên trong một cái hốc tường là một cái bộ xương, không biết là xương cái gì nữa. Vậy ư, cậu có thể lê cái máy quay lại gần để tôi xem cận cảnh được không? Vâng, cô xin lỗi ạ. Đây, ngài nhìn xem. Ồ, tôi thấy rồi, đó là xương của con vịt này đấy. Cái hốc xương đó nhìn có vẻ thú vị. Được rồi, nhanh mi gấp đi, cậu hãy thò tay vào và lấy cái bộ xương kia ra đi. Hả? Ngài nói thật sao? Nhưng mà nó có an toàn không? Tôi nghĩ là có đấy. Được rồi, tôi sẽ lấy. À! Này Nhi mới cấp đi, có chuyện như thế. À, tôi là tiến sĩ, có chuyện rồi. Tự nhiên cái hốc tường này nó bám chặt người tôi rồi. Tôi rút tay ra không được. Này, cố gắng lên đi. Ui, ra được rồi. Ui, ghê quá đi. Này, anh Nhi mới cấp đi, anh có sao không? Không sao ạ, nhưng mà đau lắm. Ui, cái bức tường chết tiệt này. Cái quái gì đây? Thưa ngài tiến sĩ, ngay cái trôn tôi không thấy. Tại sao cái trên cái bức tường lại có khuôn mặt của tôi y chang vậy? Ghê quá ngài tiến sĩ ơi, ghê quá đi. Tôi chịu thua, tôi bắt cuộc tôi chịu thua rồi. Có cái đầu y hệt tôi kìa, ghê quá đi. Mới đi có xíu mà đã bắt cuộc rồi. Tôi chưa kịp nghiên cứu nữa mà. Rồi, anh qua đó ngồi nghỉ ngơi tí đi. Được rồi, nhân viên cấp D tiếp theo, quay đi. Lấy máy quay và đèn pin xuống dưới và làm hình như tôi. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống đây. Có gì đâu mà sợ chứ. Ôi, nơi này tối tăm và đáng sợ quá thưa ngài tiến sĩ ạ. Và bây giờ tôi phải làm gì đây? Được rồi, anh cứ đi tục đi. Bây giờ là anh cứ đi thẳng, khi nào tôi nói dừng thì dừng nhé. Rồi, vâng ạ. Hả? Này, cậu Nhi mi cúp đi, cậu cười gì thế? Ngài tiến sĩ, ngài nhìn nè, tự nhiên có cái tin tường có cái mặt của thằng Nhi mi cúp đi hồi nãy nè, tao mắc cười không chứ? Vậy à? Không, nghiêm túc đi, không cười nữa. Được rồi, bây giờ cậu có đi tiếp đi. Vâng ạ. Có vẻ hết đường rồi thưa ngài tiến sĩ. Vậy ư, thôi thì quay lại vậy. Ngài tiến sĩ xem này, có một bộ xương này, tôi mang về nhé. Thôi, không cần đâu. Thôi nào ngài tiến sĩ, tôi chỉ lấy bộ xương thôi mà. Có gì ngài đem lên ngài để nghiên cứu đúng không? Đây, tôi lấy nhá. Không cần đâu, cậu lên đi. Đi mà ngài tiến sĩ, tôi lấy luôn đây. Này, anh hãy dừng lại đi, nếu không chúng tôi sẽ... Ngài tiến sĩ cứ bình tĩnh đi, tôi lấy một chút thôi mà. Đây, bộ xương đây rồi. Hả? Cái gì thế này? Gì thế này? Mất tín hiệu rồi. Cậu ta bị sao thế này? Wow, trông nó to quá chú ơi. To khủng khiếp luôn đấy. Có thể nói là to gấp cả trăm cả ngàn lần con cá voi. Trông nó đáng sợ quá đi mất. Mà chú ơi, liệu nó có ăn thịt chúng ta không vậy chú? Theo chú nghĩ là không đâu. Tại vì cái thức của nó khá là to, và chúng ta lại nhỏ li ti như thế, thì đối với nó chúng ta chỉ là những con vi khuẩn mà thôi. Với lại, theo chú biết thì SCP này nó luôn luôn đi ngủ mà, cho nên nó không thấy chúng ta đâu. Này, mọi người nhìn đi, chúng ta đã đến rồi nè. Hình như là cái kho báu nó được chôn ở bên dưới con quái vật này luôn đấy. Ồ, nếu thế thì thật là tiện lợi quá đi. Được rồi mọi người, chúng ta cùng nhau đào nào.
Mọi người cứ lôi đào đi, còn tôi sẽ lo việc khám phá con quái vật này cho. Hey, hello, xin chào, how are you? Này, này, SCP-054, cô dừng lại mau. Có chừng á là cô đụng vào nó tỉnh giấc bây giờ. Hey, chú ơi, nhìn nè chú. Cái hộp đây rồi nè chú ơi. Yeah, tìm được rồi, yeah. Tốt lắm, nhiệm vụ cũng như hoàn thành rồi. Chúng ta đã được có hộp đồ chơi và cái bản đồ, và đã phát hiện được con cá này. Ok mọi người, chúng ta cùng nhau rút lui nào. Vâng, thưa chú. Tôi chơi xong mà. Chú ơi, tại sao chúng ta xong nhiệm vụ không về luôn mà lại ghé vào khu rừng này ạ? Ở đây có gì à? À, chẳng là tiến sĩ Marco kêu chú đến đây là để bàn giao công việc quản thúc cái SCP-2384 ý mà. Mà này tiến sĩ Marco, công việc của anh đến đâu rồi? À, tình hình chẳng là chúng tôi đã nghiên cứu được khoảng 50% rồi. Hồi sáng là tôi có nhờ hai nhân viên cấp D đi theo cùng tôi để nghiên cứu. Một người thì cũng được. Và người thứ hai đến nghiên cứu thì đã hy sinh trong quá trình nghiên cứu rồi. Bởi vậy, có lẽ là phần còn lại tôi nhờ cậu nhé, tiến sĩ Zulu. Ok, cứ vậy nói cho tôi đi, tôi sẽ lo hết phần còn lại cho. Chú ơi, SCP-2384 là gì thế? Cháu thấy chỉ có mỗi con vịt thôi mà. Được rồi, để chú kể thêm về nó nhé. SCP-2384, phân loại, Euclid, mô tả SCP-2384 là một sinh vật với bề ngoài của một con vịt trời đực. Anas Flash Flinchos, mô bàn chân của dị thể kéo dài 9 km xuống dưới mặt đất. Phần mở rộng này được mô bàn chân của SCP-2384 dường như là hình thành từ một vài cấu trúc dạng rễ, và sau 5 km hợp nhất thành một cấu trúc sinh học lớn hơn. SCP-2384 có vẻ như không tỏ ra sợ hãi với những phần mềm học tên này, hay để tâm với việc nó không thể di chuyển do nguyên nhân kể trên. SCP-2384 có vẻ như là không già đi, mặc dù là dị thể cho thấy sự cần thiết chất dinh dưỡng. Phần dưới lòng đất của SCP-2384 bao gồm các đặc điểm thường liên quan tới sự sống động vật lẫn thực vật, bao gồm các cấu trúc dạng thường hầm toàn cầu có tạo từ lông vũ với bộ lông dài 5 cm đến 5-6 cm. Các dị thể mọc ra các chồi, mẫu vật của dị thể này đã được xác định là cấu tạo từ xương vịt. Các cấu trúc có dạng dây leo, các khu vực cấu tạo từ mô mỏ có vài loại vịt, các màng có xung nhịp đập bao gồm một lượng lớn lưỡi vịt, các cấu trúc chứa các dị thể tương đồng với nội tạng và tim và gan. Hả? Chú nói sao? Chúng ta sẽ đi xuống dưới con vịt này á? Ừ, đúng vậy. Cháu xuống trước đi. Vâng ạ. Chú nhớ xuống theo cháu nhé. Cháu nhớ theo chú nhé, có chuyện lạc đấy. Theo chú biết được thì trong đây có một cái đầu con vịt. Có thể nó là cái bộ não của con vịt này đấy. Chúng ta sẽ nói chuyện cùng con vịt đó. Đi theo chú nào. Hả? Chú nói sao cơ? Nói chuyện cùng con vịt á? Có lẽ đây là cái phòng cuối cùng rồi. Ôi chú ơi, trên đầu là cái gì vậy chú? Hả, trên đầu hả? Trên đầu có lẽ là những bộ phận. À, cái này là lưỡi vịt đó. Lưỡi vịt hả? Nghe gớm thế. À, cháu ơi nhìn kìa. Đúng rồi, trên tường có một cái đầu con vịt. Ngộ ghê. Quạt quạt, tôi là vịt đây. Úi trời ơi, con vịt biết nói tiếng người chú ơi. Vịt, cánh lông vũ. Yeah, đợt thai, chắc thế. Thế thôi, bánh mì. Bánh mì? Anh muốn ăn bánh mì hả? Đúng không? Yeah, vịt. Ok, đợt 2, yeah, bánh mì đỏ, bánh mì thịt, cho tôi đi, tôi là vịt, cho tôi bánh mì. Chú ơi, có lẽ là con vịt này nó đang đói đó, chúng ta cho nó ăn bánh mì đi. Chú không chắc là nó đang nói sản hay là nói chuyện gì nữa. Được rồi, này, anh có biết anh đang là ai không? Quạt, tôi là vịt. Cái đó thì tôi biết rồi, tôi hiểu mà, nhưng mà anh có hiểu là anh đang ở trong một cái bức tường không? Tôi là vịt bự, tôi là ông chủ, vịt bự nhất, bự hơn và bự hơn, bánh mì, lông vũ, cánh, mỏ, thế thôi, cái quái gì thế? Chú Zulu ơi, hình như con vịt này nó đang nói nhảm thì phải. Cái quái gì thế? Con vịt gì thế? Con vịt gì thế? Tôi là vịt. Cái đầu con vịt biến mất rồi chú ạ. Theo chú nghĩ từ nãy đến giờ chúng ta đang nói chuyện với một cái bào thai con vịt biến dạng thôi cháu ạ. Trời ạ. Mà thôi,
bây giờ là cái cuộc nghiên cứu đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta mau về nhà hỏi cháu. Cháu có đói không? Chú bây giờ dẫn cháu đi ăn nhé. Vâng, chú là nhất ạ. Chúng ta đi ăn nào. Ừ, đi chú đi ăn nào. Vâng ạ.